Chào bạn ạ, hôm nay tôi lại gieo quẻ kinh dịch. Thực ra gieo quẻ kinh dịch các bạn xem nhiều lần tôi làm nó khá chính xác. Tuy nhiên là cái bạn này cũng thế, tức là mình gieo quẻ nó có kết quả xấu rồi, nhưng mà bạn vẫn muốn xem lại, muốn xem đi xem lại rất nhiều lần. Lần này nếu tôi không nhớ nhầm thì có lẽ lần thứ ba rồi. Vợ bạn đòi ly hôn và bạn muốn cứu vãn tình thế, tuy nhiên là lại không chủ động, tức là chỉ trông chờ có một sự gì nó thay đổi, tức là không, tôi bảo sao không muốn thay đổi mà chủ động nói chuyện với vợ nhưng mà không nói, tức là không dám nói chuyện ấy. Và theo như bạn ý nói thì còn mấy hôm nữa thì ra tòa phán rồi, thấy thì họ mới, bạn ý muốn tôi xem quẻ và cho lời khuyên, thế thôi. Vợ yêu cầu xử ngay, xem một quẻ mà bạn hỏi cũng không hỏi rõ ràng đúng không? Bây giờ xem cụ thể này. Đây là đầu tiên xem về chuyện tình cảm đấy này. Tình cảm là Minh Di ở mức độ trung bình, tức là cũng chưa đến nỗi xấu lắm đúng không? Của bạn này này, người chồng này cũng ở mức 3 này, phong sơn tiệu này, vợ này vợ 4 này vẫn còn tốt này. Thế mà đây lại là người chủ động này. Thế vấn đề ở đây là thực ra mình không rõ đúng không? Bạn này không nêu rõ, tình hình ngày càng căng thêm. Chuyện là xử ở ngoài tòa này, có thay đổi được không này? Vẫn trung bình, tức là mọi thứ nó đều mông lung. Thực ra là do bạn này bạn không chủ động, tức là bạn ý, theo bạn ý thì căng đây là mọi thứ đều bình thường. Bên tòa này, bên tòa 2 tức là cũng rất xấu đấy. Và tòa là khả năng lớn, chốt lại vấn đề. Chốt lại vấn đề thì lại thành gia nhân, thế mới khó lắm. Nên làm gì thì lại độn, không xử lý được. Bên vợ này, bên vợ 2 rất là xấu. Bản thân vợ này trung bình. Con cái này, xem lại bạn này, cuộc sống này 3 này, công việc này 3 này, mọi thứ đều, tất cả mọi thứ đều lý do đều bình thường. Người khác này 3 này, cứu vãn này 3 này, mọi thứ đều trung bình hết. Thay đổi đấy, đây là cố thay đổi. Tất nhiên là cố thay đổi này theo như cái cách làm của tôi thôi thì nó sẽ được 4, nhưng mà khó lắm, bởi vì thường là mọi người không dám đầu tư. Giống như cái câu chuyện hôm trước tôi nói về đặt mục tiêu ấy. Thành công và đặt mục tiêu thì khi mọi người đi muốn đặt ra cái mục tiêu, mọi người phải quyết tâm thực hiện thì nó mới thành công. Còn như trường hợp của bạn này thì rất là khó, tại vì là tức là mọi thứ nó vẫn ở trung bình, tức là vẫn có khả năng trong tầm với của mình, tuy nhiên là không chủ động. Không chủ động là rất là khó. Chốt lại lần nữa đấy, tức là cưỡng cầu, giống như tôi cưỡng cầu các bạn xem, tức là mình gieo quẻ rất là xấu trong tháng 7 mới lấy được hàng, mình cưỡng cầu, tức là tôi cứ xin thì quẻ nó báo tháng 5 đúng không? Thì đây bạn ý lại bảo 25 ra tòa này, ngày 25 này,
25 là 2, chắc chắn chết này, đúng không? Bây giờ sớm hơn 24 giải quyết được không này? 24 là trung bình này, 23 giải quyết được không này? Trung bình, tất cả rút trung bình này, tức là trước đấy mọi thứ đều trung bình. Đây. 21 cũng trung bình, Trạch Phong lại quá, tức là mọi thứ trung bình. Tức là do không chịu chủ động. Rút tiếp 20 trung bình, tức là rút kiểu gì cũng thế thôi. Rút hết bộ bài có khi nó vẫn trung bình. Hôm nay tôi xem cho bạn ý là 13. Đấy. Thế mà mình xem rút cái gì nó cũng thành trung bình hết. Do không quyết thôi. Do bạn này có quyết, không quyết. Không quyết. Được có 2, không chịu quyết định. Vợ quyết định không, đều. Tức là cả hai bên đều không ai. Không ai quyết, tức là kệ xác, dạng kệ xác nhau muốn làm gì thì làm. Chốt lại là như vậy. Nên là cái này cũng có thể đưa vào cái câu chuyện thành công được, đúng không? Các bạn muốn thành công, muốn thay đổi thì chúng ta phải tích cực. Tích cực lên, còn cứ ngồi ôm cây đợi thỏ, mong nó tốt thì rất là khó.